Dạ đây thưa TV xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, tối nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là Út lợn, Út gà trong cái câu chuyện của chim sâu. Thì cái việc đầu tiên và bà con cũng đã thấy trong những ngày vừa qua đó, riêng Út gà đó thì cũng tăng cường quay phim. Chủ quay bây giờ tôi nói với bà con tập trung lại quá nhiều kênh YouTube luôn. Bu như là kiến coi như là nó bu vô trong một cái cục chi đó quý bà con, quá trời quá đất. Đà. Cứ giai đoạn cuối năm đây mà cứ bu vô đấy mà cứ rên là lúc nào cũng rên là hết tiền, lúc nào cũng rên là bây giờ không có tiền thế này thế nọ thế kia. Thì tôi hỏi quý bà con, Mạnh Thường Quân có chết hay không? Mạnh Thường Quân chết là cái chắc. Mạnh Thường Quân chết là một trong những cái là không thể tránh khỏi. Út gà đó, Út gà nay cũng lên khoe khoang, cũng có một vị nào ở Vũng Tàu cũng là cho thế này thế nọ thế kia, đúng không? Cũng lên là khoe khoang quá trời. Ủa sống mà tôi hỏi thật mấy bà nè, mấy bà sống mà sao bây giờ bà cứ bà trông chờ vào cái sự mà bố thí cho của người khác là sao vậy? Bản thân mình còn đủ sức khỏe mà bà Út gà, bà đâu phải là cái dạng như mà đau yếu bệnh tật, đâu phải là cái dạng tai biến mà nằm một chỗ đâu mà chờ tình thương của người khác, mà bà lên bà diễn trò. Có nghĩa là tôi ghét một cái là bà này bà diễn trò, chứ còn cái ai có của cái cho thôi. Chứ còn diễn trò quá rồi, tôi nghĩ thật sự bà diễn đến mức mà bà dày cái mặt luôn. Mà nhiều người vẫn tin nha, nhiều người vẫn tin, nhiều người vẫn điện thoại rồi chia sẻ tâm sự rồi cái như là cũng đủ các kiểu đó. Mình cũng nên nhớ rằng mình cũng là một con người, cũng phải sống sao có một ý thức đó, để mà cái như là cho một cái xã hội họ nhìn vô. Chứ còn sống chi bây giờ cứ là lợi dụng vào cái tình thương của người khác mà sống chậm cha chậm chợ đó. Sống chậm cha chậm chợ. Tôi hỏi quý bà con còn cái ý nghĩa về cuộc sống hay không? Mình phải sống như thế nào cho đáng sống? Chứ còn sống như nó thật sự như một cái cây câu cộng cỏ thâu bỏ đi. Mà bà con thấy cuộc sống mấy người này có ý nghĩa hay không? Sống chỉ biết ăn và đi lợi dụng người ta thôi. Sống biết ăn và cái như là chờ ngứa tay nhận tiền thôi. Ở cuộc sống chi mà giống như là một con động vật vậy. Sống chi mà tao nói với con, cái con động vật á, nó còn đem lại cho cái như là người nuôi nó là cái miếng thịt, đúng không? Như nuôi một con heo hay nuôi một con gà đó, nó đem lại cho chúng ta gì? Cái nguồn thực phẩm, thịt. Còn như cái chỗ bà Út gà đây như là chỗ thằng Lâm Tứ đó, tôi nói hai mẹ con người này trước, thì bây giờ nuôi cho nó mập đó, là tôi hỏi quý con nó đem lại cho xã hội được cái chi? Đem lại cho xã hội một cái sự gọi là cái như là bức xúc, đem lại cho những người mà cái như là họ nhìn vô đó là những tấm gương gọi là cái như là siêng ăn nhát làm, bu vào cái tình thương của người khác để mà kiếm ăn, ăn mày một cách lâu dài bền vững. Ăn mày nó thật sự quý con không có cái giới hạn thời gian đó, cứ bù miết, bù miết mấy ngày cuối năm cứ lên đó rồi cái như là cũng là than thân trách phận, bảo rằng không tiền. Mà tôi hỏi quý bà con, bây giờ mình muốn có tiền thì mình đi lao động, mình đi làm hết chứ ta. Bây giờ không tiền lên cộng đồng mạng rồi cái há mỏ ra, rồi xin há mỏ ra, rồi cái như là rên rỉ là được tiền đó hả? Có nhận cái tiền âm phủ không? Ngày mai tôi gửi xuống cho mấy tạ. Tiền đấy mấy người đó phải dùng những đồng tiền đó thì mặt may ra nó mới là tiêu xài thoải mái. Còn dùng mà nói thật sự với con, dùng tiền chúng ta thì thật sự thì không thể nào mà tiền nào đáp ứng cho nấu. Mấy người như bà Út gà đấy, Lâm Tứ đó phải dùng tiền một mạch đấy. Rồi khi mà muốn cho họ dùng phải đốt đi, rồi khấn khấn đôi ba câu mặt may họ mới dùng được. Toàn cái gì đâu mà tôi hỏi quý vị, cứ lên không gian mạng mà cứ rên không có tiền mà có chịu đi làm đâu. Giống như họ đi làm đầu tết mặt tối đó, rồi họ lên rên không có tiền thì mình cũng cảm thấy là nó xót xa, đúng không? Đằng này họ đi làm, nói thật sự họ đi mà còn sợ mà tốn calo. Cứ ăn xong rồi nằm cho một đống như một đống thịt thối đó mà cứ hỏi tại sao là không có tiền. Mình đang là một trong những người đang khỏe mạnh lành lặn vậy đó mà muốn trở thành một cái dạng sống thực vật, sống mà chờ người khác, sống mà cứ trông mong vào cái tình thương của người khác,
rồi người khác cho đấy, người khác cho người ta bố thí đấy, rồi cảm thấy tự hào, cảm thấy là cái một trong những cái sự nó hãnh diện. Còn đi khoe người này người kia nữa chứ mới ác chứ. Người ta cho mà còn đi khoe. Người ta cho mình cũng như người ta, cũng là con người, cũng hai tay hai chân, cũng có cái khối óc, mà phải để nhận ngứa bàn tay ra nhận của người khác, trong cái đó bản thân của mình còn đi lao động kiếm ăn được, mà không chịu đi làm. Rồi quay đấy, rồi cái như là anh mày lâu dài bền vững, cứ lết qua lết lại biết hết lâm tứ, tứ út gà, hết út gà cứ qua út lợn. Rồi bây giờ cứ là ngứa tay nhận tiền mạnh thường quân đó, mà cảm thấy một cái tự hào. Hôm nay chỗ con út lợn nó có nhiều cái chuyện nó nói lắm quý vị, nó có nhiều cái chuyện nó nói lắm. Cái chuyện thứ nhất ấy, là liên quan đến cái vấn đề mà đi phát quà của một mạnh thường quân ở bên Úc mà gửi về cho nó hai mấy phần quà đấy, qua một kênh YouTube hôm qua người ta chở tới. Có nghĩa riêng cái vấn đề đó là tôi hỏi quý bà con đó, hôm nay nó mang đi phát, mà tôi thấy rằng nó có quay một cái clip chỗ nhà dưỡng tám thôi, còn những cái khác là tôi chưa thấy, không biết là có cách xén phần nào hay không, chuyện đấy là tôi chưa biết. Nhưng tôi thấy là nó đem tới chỗ phần quà chỗ là dưỡng tám ấy, nó phát cho một phần. Bà con thấy nó có hiếu ghê ha. Nó làm chứ làm, nó cũng cố tình nó giữ lại cho một trong những một phần gọi là phần đặc biệt để cho gọi cho những người gọi là cùng cái là chuyến tiến của nó. Nó làm anh tàu lao bác xế chứ thầy thâu nó thật sự đó. Mấy phần đó ta đem tới cho mấy người già cả neo đơn đó. Nghe nói là út lợn cũng có nhiều hoàn cảnh già cả neo đơn lắm mà quý vị. Mà sao bây giờ nó mới dục cái phần đó cho ông Tám, cho bé Hiền đó. Chỗ ông Tám bé Hiền đó, nhớ không? Thật sự phần quà đó không đáng bao nhiêu tiền, mà bà con thấy nó có một cái sự gọi là nó lạm dụng đó không? Nó đem cho toàn là những người của nó thôi hà, những người trong gọi là cái nhóm của nó thôi. Chứ còn dễ chi mà nó thật sự nó chia sẻ cho đúng hoàn cảnh đó. Làm an toàn bao giờ không? Rồi hôm nay nó thật sự tôi cũng nghe con út lợn nó lên đó, nó hỏi ý kiến của khán giả, hỏi ý kiến bà con, không biết nó hỏi ý kiến của giống chi. Tôi thì mới lướt qua, tôi mới lướt qua thôi. Nhưng mà nói thật sự quý vị đấy, có nhiều cái mà nó cũng đi vào giống như là bây giờ, nó cũng đi vào đúng như những cái gì mà chúng ta đang cả như là chia sẻ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Với con út lợn, cái mục đích của nó là muốn giữ tiền, giữ lại tất cả các vật dụng của chim sâu, cho nó không có buông đâu quý bà con. Đây là một trong những cái tôi đoán ngay từ cái thời điểm ban đầu đấy. Hôm nay nó lên nghe nói rằng nó cũng là lên để chia sẻ rồi hỏi ý kiến của bà con, không biết là nó hỏi cái chi, do cái phim này tôi cũng chưa xem, mà tôi nghi rằng nó hỏi những cái vấn đề như vậy, hỏi rằng cái vật dụng, tất cả các vật dụng như thế nào, rồi có nên cho lâm tứ chim sâu đem về hay không, hay là bây giờ những khoản tiền đấy có nên giữ lại cho chim sâu hay không. Bà con thấy bao giờ chim sâu còn mẹ mà, chim sâu còn mẹ chứ đâu phải là chim sâu giống như mày mà cái chết cha chết mẹ rồi bây giờ cái như là để gửi cho xã hội, cái như là giữ đó. Chim sâu vẫn còn cha còn mẹ còn người thân đấy, thì những cái đó tao khuyên con út lợn mày nên trả về cho người ta. Mày tham lam một cách gọi là quá búng xính của người ta mà mất chi mày cũng phải kè kè theo mày giữ làm gì, đúng không? Của người ta thì trả về cho người ta đi, con của người ta thì để cho người mẹ người ta giữ, mà giả dụ như người ta có ăn thì cũng được, do mẹ ăn của phần con thì cũng bình thường. Nhưng mày là một người dân nước lã, một người ngoài đó mà mày nhảy vô mày muốn kiếm ăn, tao thấy cái điều đó là nó hơi khác thường. Mà sao mày vẫn làm được vậy út lợn? Tao nói thật á, mà làm thế đây rồi cuối cùng cộng đồng mạng họ xem mày chẳng ra một cái đinh rí hết trơn trọi mà mày vẫn làm, mày bất chấp quá trời quá đó. Cứ thỉnh thoảng nó lên một trong những cái mà thật sự quý con không ai mong đợi. Nó lên những cái clip chẳng ai mong đợi. Bây giờ tự nhiên là giật cái chây mà bây giờ lên hỏi cộng đồng mạng là thế nào. Cộng đồng mạng bây giờ tôi hỏi quý bà con, mạnh thường quân đã cho nó rồi thì đã giao cho nó tròn quyền quyết định. Có thì nó ăn, không có thì thôi. Và mày cũng đừng nên nhúng tay nữa. Mày đừng nên nhúng tay nữa. Do mày cứ kè kè bên cạnh đấy, mày muốn kiếm ăn trong cái hình ảnh, trong thân xác của nó đấy. Rồi mày đế ra nhiều cái trò.
Tôi nói quý bà con giúp một hoàn cảnh đó là để cho người ta tự bươn chải sau khi mạnh thường quân đại giúp. Còn đằng này bà con thấy không? Riêng con út lợn mà nó bu theo thằng Lâm, nó ẩm thằng Lâm, nó dú thằng Lâm trong nách, trong hán của nó đấy, thì tôi hỏi quý bà con thằng Lâm nào mà trưởng thành đâu. Hả? Mày cũng thả ra cho thằng Lâm nó có thời gian nó thở đi chứ, có thời gian nó nghỉ ngơi chứ. Chứ ngày nào mày cũng kẹp thằng Lâm trong nách, trong hán mày, thì thằng Lâm nó nói thật sự, nó nghe cái mùi đấy là nó thật sự nó đủ là đù người rồi. Đó, có thời gian đâu nữa mà nó thật sự nó tỉnh táo. Nó nghe cái mùi mà nó thật sự mùi hành, mùi tối đó, thêm cái nó thật sự một tí mùi kể như là con cái bọ xích nữa. Tôi hỏi quý bà con nó dễ chay mà nó có một cái gọi là cái như là thức tỉnh trong cái cuộc sống thường nhật hàng ngày. Mày để cho con người ta có một cái sự tự do chút đi. Ngày nào mày cũng bu mày bám hết trơn đó. Ngày nào cũng bảo rằng cái như là con còn gạo không. Ngày nào cũng bảo rằng con còn thức ăn không. Tao nói thật út lợn, mày lên mày cái diễn nhiều trò nó lố lên quá đi. Con của mày đó, con của mày đó, mà mày đã làm được như vậy hay chưa? Mà mày lên không gian mạng mày diễn những cái trò mèo, mày diễn những cái trò mà nói thật sự tránh có ai mà chấp nhận được. Bà con thấy bây giờ không? Rồi hôm nay nó lên nó livestream nó hỏi ý kiến của khán giả. Tôi cũng chẳng biết nó hỏi ý kiến chi, nhưng mà tôi đoán rằng nó hỏi chẳng qua bây giờ nó hỏi Mạnh Thường Quân á, liên quan số tiền của chim sâu có nên đưa chim sâu hay không. Tất cả các vật dụng mà người ta cho chim sâu đó có nên là giữ lại cho chim sâu hay không. Nhưng tôi xin thưa, cái tiền chim sâu là mày phải đưa là chắc rồi, mày phải đưa chắc rồi đó. Vì mày đâu có tư cách nào mày giữ. Mày là khi nào mày là người giàu có đó, mày mới giữ. Chứ mày cái dạng mày khố rách áo ôm mà mày đi giữ tiền của người ta là mày đang chiếm dụng đồng tiền của người ta. Tôi nói đúng không quý vị? Út lợn đó, tôi phải khẳng định một câu, nó là cái dạng khố rách áo ôm. Đấy. Mày không có đủ cái sự uy tín, không có đủ một cái gọi là cái như là một cái đạo đức mà đã đi giữ tiền của người ta cho chim sâu. Mày phải trả lại cho chim sâu, là cái điều đó là không thể bàn cãi. Mày có đi hỏi ý kiến của ai đi cũng vậy, tao vẫn phản bác vấn đề này. Khi người ta đã cho chim sâu có nghĩa là mày để cho chim sâu nó toàn quyền quyết định. Mày lấy cái tư cách chi bây giờ mày phải đi quay ngược lại mày hỏi Mạnh Thường Quân. Rồi tao đang ví dụ giả sử Mạnh Thường Quân mà như bà Năm gỡ đó, bà cho tiền chim sâu khoảng thời gian vừa qua rồi, bây giờ bà đai đi rồi mày đào mộ bà lên mà hỏi hả? Người ta cho rồi người ta đâu có tính là cái vấn đề là giữ hay không giữ đâu. Cứ cho nó đi. Mày buông nó ra. Cho nó sống sao nó sống. Mày buông nó ra thì tao nói mày nó có chết hay không. Do mày cố đấm ăn xôi. Mày cố mày dẫn dụ đấy. Rồi mày lường gạt một số Mạnh Thường Quân. Cho nên mày ôm bế chim sâu. Mày ẩm bầm Lâm Tứ. Cho tới bây giờ mà thấy cái hậu quả khủng khiếp chưa? Hai đứa này nó bây giờ nó sống giống như, nói thật sự quý bà con, xin lỗi trước rồi nói sau, sống giống như là một con lợn, một con gà thôi, chứ nó chẳng có một cái giá trị gì. Sống bây giờ là trông chờ vào cái sự bố thí của người ta đã có miếng ăn. Thì tôi nghĩ rằng cái cuộc sống như là một con động vật chứ không phải là một con người. Nó khác một cái, nó biệt được nói tiếng người, nhưng nó không có một ý thức lao động. Bà con thấy đi, từ một đứa biết đi bán vé số, từ một đứa dù sao cũng biết là đi làm bảo vệ cho một cái khu vực nào đó, cũng lương tháng cũng được là đôi 300 ngàn, tuy nó không nhiều nhưng dù sao nó cũng đủ tiền để nó hút thuốc, nó không làm gánh nặng cho chim sâu. Thì gặp cái đám YouTube này, bây giờ biến những đứa này trở thành những cái con động vật biết nói tiếng người, biết ăn, biết ngủ và biết nói tiếng người. Còn ngoài ra cái ý thức mà lao động kiếm sống là xem như là mất trắng quý bà con. Bà con có công nhận điều này hay không? Mất trắng luôn. Đây là một trong những cái tôi cũng cảm thấy xót xa chứ. Đã là một kiếp người, người ta cũng thật sự cũng tu cũng nhiều kiếp lắm mới được lên đầu thai lên kiếp người đó chứ. Mà tự nhiên bây giờ đó, mày cũng là một người cũng là nói đạo nói đồ. Mà người ta đang một con người đang đàng hoàng vậy, bây giờ mày không để cho người ta trở thành một con người mà cái là nó trọn vẹn, mà mày biến người ta trở thành một con súc vật, đưa gì đó
mày nhốt đó rồi mày mới mày cho ăn hàng ngày thế là đủ. Cuộc sống người ta thế thật sự khác nào mà một con động vật đâu, đúng không? Nó còn thua một con động vật. Động vật là nó thật sự với con, nhiều lúc là mình kẹt mình ra còn bán được để mà kiếm được đôi ba đồng để mà phục lại vụ lại cho cái gia chủ. Nhưng cái cỡ nó thật sự cỡ long tứ chim sâu đó, bây giờ nó thật sự cho nó ăn đấy rồi cái như là làm chi mà được, đúng không? Đấy. Bà con thấy thằng Long Tứ nó ăn xong rồi, cái ăn xong cái nghĩ toàn cái chuyện chi chi không, nó đè con người ta ra bây giờ cái lưng cổ rồi cũng từ lưa hạt mê rồi. Mới có 30 tuổi, mới có 30 tuổi, ba mấy tuổi mà cái nó thật sự bây giờ bà con nghe nó là thoái hóa cuộc sống, mà con thấy Út Út Lợi nó kết luận khủng khiếp không. Rồi đến bây giờ đó, rồi đến bây giờ lên hỏi hỏi cái chi.